Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 5/6 của bài 13. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cái bản từ mới. Chúng ta sẽ ôn nó lại trước khi chúng ta vào các cái đoạn đàm thoại và bài đọc. Đầu tiên chúng ta có từ xiào, từ này âm tiếng Việt là tiểu, vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Với cái nghĩa là nhỏ thôi. Ví dù qua hái từ hái xiào, con tôi còn rất nhỏ. Xiao hải tư là một cái đứa bé. Rồi. Từ thứ hai ta có từ yue hui. Yue hui thì có nghĩa là cuộc hẹn nếu nó là danh từ. Jin tian wo you yi ge yue hui, hôm nay tôi có một cuộc hẹn. Còn nếu như nói nó là nghĩa là động từ thì có nghĩa là hẹn gặp. Wo gen yi ge peng you yue hui, a gen be yue hui, chúng ta nhớ như vậy. Jin tian wo papa gen yi ge lao tong shi yue hui. Hôm nay bố tôi có hẹn gặp một đồng nghiệp cũ. Từ kế tiếp chúng ta có từ tràng. Chữ tràng này âm tiếng Việt là trưởng. Trưởng ví dụ như là xeo tràng là hiệu trưởng, ban tràng là lớp trưởng. Và từ tràng này nó có cái nghĩa khác là lớn lên, là tràng ta. Ví dụ như hòa hải chưa, tràng ta là con tôi nó đã lớn rồi. Tràng ta âm tiếng Việt là trưởng đại đó, có nghĩa là lớn. Và chúng ta ghép luôn với từ thứ tư, đó là từ tơ. Tràng tơ thì chúng ta tạm dịch nó là trông. Ví dụ tha tràng tơ hình cao, anh ấy trông rất cao. Tha tràng tơ hình phiêu len, cô ấy trông rất đẹp. Có khi tràng tơ mình không cần dịch ra tiếng Việt cũng được, nhưng mà mình phải hiểu rằng tràng tơ này đang nói về ngoại hình. Còn mai mốt nó là một hình thức bổ ngữ gì đó chúng ta sẽ gặp sau. Kế tiếp chúng ta có từ thứ năm, đó là từ cưa chưa. Cơ sơ là vóc dáng, chúng ta nói về bề ngoài, cái tướng người lớn hay là nhỏ thì chúng ta dùng từ này. Ví dụ tha cơ sơ sầm mấy ăn, tha cơ sơ cao ta, vóc dáng anh ấy to cao. Tha cơ sơ ái xẹo, vóc dáng anh ấy thấp bé. Cơ sơ là vóc dáng. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ sáu, đó là từ cao. Cao là cao, và ngược lại là tí là thấp. Ví dụ một người đó rất là cao, tha tràng tơ hình cao. Tha tràng ta, cao cao ta. Còn thấp, nếu mà chúng ta dùng đối với đồ vật thì chúng ta có từ ti. Ti là thấp. Còn nếu đối với cái người mà lùn, thấp mà lùn đối với cái dáng người thì chúng ta có từ ải. Chúng ta nên phân biệt từ ti là thấp dùng đối với các sự vật hiện tượng, còn ải là dùng đối với người. Thứ bảy ta có phang phang. Phang không là mập, thì phang phang là rất mập. Thế thôi. Tính từ lặp lại thì cái nghĩa tăng lên và cái từ phía sau nó được đọc thành thanh nhất. Phang phang tha tràng ta, phang phang ta. Và ngược lại là sâu là gầy. Sâu là gầy. Ví dụ tha tràng ta hành sâu, anh ấy trông rất gầy, anh ấy rất gầy cũng được, tràng ta không cần dịch. Sâu. Tha tràng ta bu phang về bu sâu. Tha tràng ta bu phang về bu sâu, tức là anh ấy không mập cũng không gầy, không mập cũng không ốm. Kế tiếp nữa ta có từ thứ 9 là từ sung miên. Sung miên cũng có người phát âm là sung miễn không sao cả, còn thường thường thì đọc thành kinh thanh là sung miên, là thông minh. Trước cơ hải sơ hình sung miên, đứa trẻ này rất thông minh. Hình sung miên rất thông minh. Kế tiếp ta có từ ai. Ai có rất là nhiều nghĩa. Ví dụ ai là yêu, tôi yêu cô ấy. Của ai thá, cô ấy rất yêu tôi. Thá hình ai của. Rồi tôi yêu thương bố mẹ. Của ai phu mù. Của ai ba bà má mạ. Ai dù của là yêu tổ quốc, ví dụ thế. Và ai có nghĩa khác nữa là đam mê. Của ai yên duê, tôi đam mê âm nhạc. Rồi, tha sư dĩ cơ, ai xuệ sĩ đơ rỉnh là một người ham học. Như vậy ai lúc đó thì là ham, ai xuệ sĩ là ham học. Từ ai sẽ có rất nhiều nghĩa. Kế tiếp ta có từ thứ 11 là màn y là hài lòng. Của chuyện ta khánh màn y, tôi cảm thấy rất hài lòng. Của bu màn y không hài lòng. Hài lòng đối với cái gì đó thì trong tiếng Hoa sẽ nói, hoặc là đối với ai đó. Mình tuê cái gì đó rồi màn gì. Ví dụ, wo tuê zhe bǎn shú hěn màn yī, tôi hài lòng với cuốn sách này. Wo tuê gōng zuò bù màn yī, tôi không hài lòng với công việc. Màn yī với cái nghĩa đó. Âm tiếng Việt là mãn ý. Từ thứ 13 là từ lào. Lào cũng có vài nghĩa. Thứ nhất là già. Wo fū mǔ lào lè, wo bā bǎ má mǎ lào lè, bù gōng zuò lè. Bố mẹ tôi già rồi, không có làm việc nữa. Lào nghĩa thứ hai có nghĩa là ông. Lào Trang, Lão Lị, ông Trương, ông Lý. Và ngày xưa
người ta sợ những cái con vật gì đó người ta cũng gọi bằng ông, giống như mình đây gọi là ông cọp, ông beo, ông tí là chuột á, thì tiếng Hoa nó cũng dùng cái từ lậu giống như mình ngay chỗ đó, chắc là có cái sự giao lưu về ngôn ngữ gì đó ở chỗ này. Và lậu còn có một nghĩa khác nữa là cứ, ví dụ như là ông ấy biết nhưng mà cứ nói là không biết, tha tri to khờ sư lào so pu tri to, lào so pu tri to cứ nói là không biết. Ta có từ thứ 13 là nửa là con gái, tức là bằng với từ nửa hải giờ của nửa giờ cũng cho là con gái của tôi có công việc rồi, có việc làm rồi. Và ngược lại con trai của mình là ở giờ. Kế tiếp ta có từ thứ 14 là phê chi là máy bay. Như vậy là đi máy bay nhớ là cho phê chi. Tôi ngồi máy bay đi Trung Quốc hay là tôi đi Trung Quốc bằng máy bay. Ủa cho phê chi chi Trung Quốc. Ủa cho phê chi chi Trung Quốc. Cho phê chi bị treo khoai. Đi máy bay thì khá nhanh. Cho phê chi bị cho hỏa xe khoai. Cho phê chi bị cho hỏa xe khoai. Đi máy bay thì nhanh hơn đi xe lửa. Kế tiếp ta có từ sang, vẫn ôn lại từ này có rất nhiều nghĩa. Một là đi lên, sang là đi lên, của ba bà sang lỗ là bố tôi lên lầu rồi. Rồi kế tiếp sang sán là lên núi, san điện sang phê chi, 3 giờ lên máy bay, chính đi sang chớ, mời bạn lên xe. Rồi từ sang có nghĩa khác là ở trên, mình muốn nói trên cái gì thì mình đặt cái sự vật đó trước. Ví dụ chai lỗ sang là ở trên lầu, của phấn dụ chai lỗ sang, bạn tôi đang ở trên lầu ở chai lỗ sang. Xin chai, tha chai phê chi sang là bây giờ anh ấy ở trên máy bay rồi. Wo jia zai san shang, nhà tôi ở trên núi. Rồi, qian wo fang zai che shang, tiền tôi để trên xe. Như vậy muốn nói trên cái gì thì chúng ta đặt cái từ sang phía đằng sau cái sự vật đó. Sang ngoài ra còn có một nghĩa khác, có nghĩa là trước. Sang ge yue là tháng trước. Sang ge xin xí là tuần trước. Sang sơ hoặc là sang ý sơ là lần trước. Rồi, chúng ta nhớ như vậy, sang còn có nhiều nghĩa khác nữa. Từ thứ 16 chúng ta có từ tăng. Tăng là làm một vai vế, một chức vụ, một nghề nghiệp gì đó ta dùng từ tăng này. Ví dụ, quá trình hoàn tăng lào sư, tôi thích làm giáo viên. Tăng ba bà, tăng ma mà, tăng cơ cơ, làm bố, làm mẹ, làm anh thì đó là một cái vai vế. Rồi, một cái chức vụ, ví dụ tăng chiến lỵ. À, quá cơ cơ, tăng chiến lỵ, anh tôi làm giám đốc. Tăng chiến lỵ, bố rộng ý à, làm giám đốc không dễ đâu. Đó là làm một cái chức vụ gì đó. Kế tiếp ta có từ thứ 17 là khung trung, là không trung, tức là bầu trời, bầu trời. Và ta có từ thứ 18 là xẻo chè, là cô hoặc là chị. Ví dụ Trang xẻo chè là chị Trương, Lý xẻo chè là chị Lý. Nhưng mà nếu ghép vô khung trung xẻo chè thì ta dịch là nữ tiếp viên hàng không, tức là cô gái trên không trung á, nữ tiếp viên hàng không. Của chè chè sư khung trung xẻo chè, có nghĩa là của chị chè chè sư phi chi sang tờ nữ phục vụ viên. Phi chi sang tờ nữ phục vụ viên là nhân viên phục vụ trên máy bay, nữ nhân viên phục vụ trên máy bay. Ta có từ thứ 19 là phục vụ viên là nhân viên phục vụ. Wo shi phục vụ viên, tôi là nhân viên phục vụ. Wo tang phục vụ viên, tôi làm nhân viên phục vụ. Tách ra một từ phục vụ không thì là phục vụ. Động từ phục vụ hoặc là danh từ là sự phục vụ. Từ thứ 20 là giản tán, ngược lại là phu giả. Rồi trên sự bu giản tán à, cái việc này không đơn giản đâu. Trên chén sự bu giản tán à, việc này không đơn giản đâu. Hay là làm tiếp viên hàng không không đơn giản đâu. Tăng khung trung xẻo chẻ bu giản tán à. Rồi giản tán là đơn giản. Từ thứ 21 ta có từ phiêu lan. Từ này chúng ta cũng gặp nhiều rồi. Phiêu lan là đẹp hoặc là xinh đẹp, dùng cho nữ hoặc là dùng cho rất nhiều các cái sự vật khác. Ví dụ như bạn gái của anh ấy rất đẹp, tha tờ nữ phấn vô hình phèo lan, hoặc là tràng tờ hình phèo lan cũng được. Rồi trên cơ sầu chi hình phèo lan, cái điện thoại này rất đẹp. Ví dụ vậy, phèo lan có thể dùng cho đồ vật, cũng có thể dùng cho nữ. Kế tiếp chúng ta có từ hoa dị. Hoa dị là ngoại ngữ để phân biệt với cái tiếng mẹ đẻ của mình, gọi là mũ dị, là mẫu ngữ. À, ví dụ viên dị sư của the ngoại dị là tiếng Anh là ngoại ngữ của tôi, Trung Quẩn hoặc là Hàn dị và sư của ngoại dị tiếng Hoa cũng là ngoại ngữ của tôi, Duy Nản dị sư của mũ dị tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tôi, mũ dị là mẫu ngữ tiếng mẹ đẻ. Quá xì hoan sẽ ngoại dị, tôi thích học ngoại ngữ. Chúng ta có từ thứ 23 là sủng sẻn. Sủng sẻn là trước đây thường dùng trong các cái chuyện kể nhiều hơn. À, cũng có thể dùng trong các câu nói bình thường nhưng mà dùng trong các chuyện kể. Trước đây có việc gì đó xảy ra, ngày xưa gì đó cũng được luôn.
sủng sẻn. Trong bài nó có một cái câu là sủng sẻn dĩ cơ nán sinh nén hứa dĩ cơ nữ sinh nén duy huệ. Ngày xưa hoặc là trước đây có một chàng trai và một cô gái hẹn gặp nhau hoặc là hẹn hò với nhau, A kênh bề duy huệ hoặc là A hở bề duy huệ thì là như nhau. Ta có từ thứ 24 là siêng nẻn là thanh niên, chỉ cho những người trẻ tuổi thôi, nam nữ đều được. Nếu mình muốn nói là nam thanh niên, tức là một chàng trai, thì chúng ta phải nói là nản siêng nẻn. Và nếu một cô gái trẻ thì phải nói là nì siêng nẻn. Chúng ta nhớ như vậy. Kế tiếp chúng ta có từ nì, từ này thì gặp rất nhiều rồi. Nì phẫn dồ, bạn gái. Nì thủng rẻ, bạn học nữ. Nì thủng sư, nữ đồng nghiệp. Nữ lào sư là cô giáo. Rồi, nữ ở là con gái của mình sinh ra, tức là giống như nữ hải sơ, và rất nhiều từ khác. Kế tiếp chúng ta có từ khờ sư có nghĩa là nhưng, nó cũng giống như tan sơ. Khờ sư cũng dùng rất nhiều trong văn nói. Ví dụ tôi thích cô ấy nhưng mà tôi chưa có thời gian hoặc là tôi chưa có cơ hội để nói với cô ấy. 我很喜欢他, 我很喜欢他, 可是我没有机会, 跟他说, 跟他表白, 表白 là thổ lộ gì đó. Rồi khởi sự là nhân, tôi rất muốn đi du lịch nhưng mà không có thời gian. Và hẳn sàng chứ lì xiển, khởi sự của mấy giờ sự gian, khởi sự của mấy giờ sẻn, nhưng tôi không có tiền. 27 chúng ta có từ thùy, nhớ thùy là cái chân bằng da bằng thịt là được rồi. Chân của người cũng được, của động vật cũng được. Và từ thùy này, ví dụ như là chúng ta nó bị đau chân là thùy thận. Hai cái chân nó sẽ nói là lèn thẻo thùy, lèn thẻo thùy. Và từ thùy này chúng ta sẽ có ta thùy là cái bắp vế của mình, cái bắp đùi á, và xẻo thùy là cái bắp chuối. Rồi chi thùy là đùi gà, tru thùy là đùi heo gì đó. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 28 là mạo biên. Những thói quen xấu, những tật xấu, những trục trặc, những bất thường thì mạo biên. Ví dụ cái thằng này nó có một cái mạo biên, tức là thằng này nó có một cái tật xấu, uống rượu vô là nó nói rất là nhiều. Trước cái rỉnh dù như cái mạo biên, dù cái mạo biên. Khơ chiều là chú số là hình tố. Khơ chiều là chú số là hình tố. Rồi. Kế tiếp ta có từ bí zi. Bí zi là cái mũi. Tha bí zi hẳn hào khan. Bí zi bú hào khan. Thế thôi. Kế tiếp ta có từ hào khan thì chúng ta gặp nhiều lần rồi. Hào khan là đẹp. Dùng cho tất cả các cái loại sự vật hiện tượng gì cũng được hết. Hào khan là đẹp. Từ thứ 31 ta có từ chien men. Nó thực ra nó là một cụm thì đúng hơn. Chien men là gặp mặt. Wo gen yi ge peng you chien men. A gen be chien men. Wo qu gen yi ge peng you chien men. Tôi đi gặp một người bạn. Từ thứ 32 ta có từ chỉ. Chỉ âm tiếng Việt là kỵ, có nghĩa là cưỡi. Kỵ binh tức là lính mà đánh trên ngựa thì gọi là kỵ binh. Cưỡi ngựa là kỵ mã. Chứ kỵ là như vậy. Kỵ sĩ. Còn ở trong phạm vi của bài thì là cưỡi thôi. Chỉ mổ thô chớ là cưỡi xe gắn máy. Cưỡi tức là chân bên đây, chân bên kia. Chỉ chư xỉn sơ là cưỡi xe đạp. Wo bú huy chỉ chư xỉn sơ. Tôi không biết cưỡi xe đạp. Wo huy chỉ mổ thô chớ. Tôi biết cưỡi xe gắn máy. Chỉ mạ là cưỡi ngựa. Chỉ niểu là cưỡi trâu, cưỡi bò gì đó. Chúng ta có từ nã. Nã có nghĩa là cầm nắm lấy. Tôi về nhà lấy tiền. Wo hủy cha nã xỉn. Nã túng xí là lấy đồ. Còn mình đưa người ta cái gì mình nói bạn cầm đi, nì nã cho dùng bà. Bạn cầm mà dùng đi, nã cho dùng bà. Nã. Nì số lì nã cho sơ mơ nó. Trong tay bạn đang cầm cái gì vậy? Nã cho sơ mơ nó. Wo nã cho yi bần su. Wo nã cho yi zhi bì. Yi bần su yi zhi bì. Tôi cầm một cái bút, tôi cầm một quyển sách. Dùng là dùng. Ví dụ như cái tiền này bạn dùng để làm gì? Trơ phân xẻ nì dùng lại cho sơ mơ. Cái điện thoại này tôi không có biết dùng, không biết sử dụng. Trơ cái sầu chi wo bú huy dùng. Wo bú huy dùng. Dùng là dùng. Tàng tức là che. Vì cái mũi của cô ấy bị xấu nên cô ấy dùng hoa che cái mũi của mình lại. Yên quê tha thờ bí sư bú hào khăn. Số gì? Số gì là cho nên tha dùng hoa tàng ra. Chứ gì thờ bí sư. Dùng hoa tàng ra chứ gì thờ bí sư. Tàng là che, là trắng. Tàng phấn là trắng gió. Ví dụ như cái vật này dùng để làm gì? Trên cái túng xí dùng lại do sơ mơ. Dùng lại tàng phấn. Dùng để trắng gió, che gió. Chư là câu. Dí chư han yu là một câu tiếng Hoa. Dí chư yên yu là một câu tiếng Anh. Tha dí chư yên yu也不会说.
他一句英语也不会说，anh ấy một câu tiếng Anh cũng không biết nói, tức là không biết nói câu tiếng Anh nào. Tha số là liàng chư, chư dỗ là, chư dỗ là, anh ấy nói một vài câu thì đi rồi. Chư là câu. Hoa là lời. Thiên hoa là nghe lời. Của hải sư hình thiên hoa. Con tôi nó rất là nghe lời. Thế nghe lời có tốt không? Thiên hoa học họ. Nghe lời có khi tốt, có khi không tốt. Thiên hoa dù sơ hô họ, dù sơ hô họ. Rồi, dĩ chư hoa ghép vào thì trở thành là một câu nói. Dĩ chư hoa, liàng chư hoa, san chư hoa, một câu nói, hai câu nói, ba câu nói. Hu xiang, hu xiang nó luôn luôn đứng trước các cái động từ. Đứng trước các cái động từ. Thường thì là động từ hai âm đọc. Ví dụ hu xiang băng ru, giúp đỡ lẫn nhau. Hu xiang xue xi, học tập lẫn nhau. Học tập lẫn nhau. Và đến đây mình xin kết thúc phần 5/6 của bài 13. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp, tức là video clip cuối cùng. Xin chào mọi người và chúc mọi người tìm được một chút gì mình cần trong video clip này.